Good morning, class. Welcome to our class again. How are we Now today we are going to study Unit 7 Language Focus. Ở cái bài này chúng ta sẽ học cái phần Language Focus Lesson 5. Chúng ta sẽ có 3 cái điểm ngữ pháp chính. The first grammar, connective, những cái từ nói bắt and, because, or, so, therefore, or, however. Điểm ngữ pháp thứ hai chúng ta sẽ học là racial verb, cụm động từ. Turn up, turn on, look for, look after, or go on. And the third, make suggestion, làm những lời đề nghị. Sao suggest? Thì chúng ta còn nhớ đó là động từ thêm in. Và nếu nó có that thì chúng ta phải dùng chủ từ cộng subject cộng that cộng chủ từ cộng should. Sau should là một bên infinitive, động từ nguyên mẫu. Đây là ba cái điểm ngữ pháp chính mà chúng ta sẽ học trong cái nội dung của cái lesson 5 Language Focus hôm nay. Đây, ba cái điểm ngữ pháp này rất là quan trọng và góp phần trong cái kỳ thi tuyển sinh sắp tới. Cho nên chúng ta phải cố gắng học công thức và viết bài vở cho cẩn thận nha. Now firstly, activity 1, matching. Now you match the words into the meanings. Thấy cái này thì từ này, những cái từ này thì nó rất là cũ rồi, rất là dễ nha. Đây, who remember and sẽ match với cái nghĩa là và. But nhưng, because, bởi vì, or, hoặc, chọn lựa hoặc, so, vì vậy, therefore, do đó. Rồi cô nhắc luôn cái từ so và therefore này, hai anh này thật sự có cùng một nghĩa, nhưng mà cái hình thức viết thì nó khác. Trước so người ta dùng dấu phẩy, trước so dùng dấu phẩy. Nhưng mà sau đó, nhưng mà cái anh therefore này, trước so, trước cái therefore này người ta dùng dấu chấm, và sau cái từ therefore này người ta sẽ dùng dấu phẩy. Chấm câu thì chúng ta phải biết rồi, trước therefore dùng dấu chấm, sau therefore dùng dấu phẩy, nhưng mà trước so thì dùng dấu phẩy. Vậy cả hai anh này đều có chung một nghĩa là vì vậy do đó, vì vậy do đó. However, tuy nhiên. Vậy but và however này nó cũng xem cái nghĩa với nhau, tuy nhiên nhưng ha, thì nó giống nhau, cũng giống như so với therefore vậy đó. Trước but thì người ta có thể dùng dấu phẩy nhưng cũng không cũng được, nhưng mà trước however, cái hình thức viết của nó trước however phải là một dấu chấm. Sau however thì nó là một dấu phẩy. Nó giống như chữ giống như chữ so với therefore vậy đó. Thì but và however cũng vậy. Vậy chúng ta nhìn cái hình thức chúng ta sẽ biết được là khi nào thì dùng so và khi nào dùng therefore, khi nào dùng but và khi nào dùng however. Complete the sentences, use the correct connectives. A. Miss Nguyễn bought corn, potato, cabbage cheese at the market and or so. Easy. Corn, potato, cabbage, connective, and easy for you. B. I love to play volleyball. I have to complete an assignment. And but. Tôi muốn chơi bóng chuyền nhưng mà phải hoàn tất bài tập về nhà mới được chơi nha.
See, Nam got wet. He forgot his umbrella. So or because. Nam nó got wet bị ướt. Nó forgot his umbrella. Because he forgot his umbrella. D. Or failed her math test. She had to do the test again. Đây, cô hồi nãy cô nhắc lại cái hình thức trước cái chữ however và therefore nhìn nè, mấy anh thấy không? Trước có khoảng trống này là một cái dấu chấm và sau nó là một dấu phẩy, thì hai anh này cái hình thức giống như vậy. Hoa nó đã trượt cái kỳ bài kiểm tra môn toán rồi, nó phải làm kiểm tra lại. Therefore, vì vậy nó phải làm lại. E. Do you want Vietnamese tea, milk tea? Đây là câu hỏi hôm nãy cô nói rồi, đó là chọn lựa một trong hai. Thì chúng ta sẽ dùng chữ O. F. It's raining. I can't go to the beach. So, it's raining, so I can't go to the beach. G. Bà hobby are laying volleyball, collecting stamp. Nhìn laying volleyball, collecting stamp. And H. Na is very tired. She had to finish her homework before she go to bed. Này, trước đó cũng giờ dùng dấu chấm. However hay therefore. Cô Na rất là mệt. Nó phải hoàn tất bài tập về nhà trước khi nó đi ngủ. However. Now, you must write the exercise into your exercise book. Copy down. Copy down, please. Now, fill in the blank with the suitable connective. Number one, I like carrots. I don't like cabbage cheese. Like carrot. I don't like cabbage. But B. Nam got bad mark for math exam. He lay too much. Nam nó như nào đây? Got bad mark for exam. Thằng Nam nó thì đặt. Thằng Nam thì nó bị xấu cho cái kỳ thi môn toán bởi vì nó chơi nhiều quá, thành ra nó ham chơi, nó không ham học cho nên cái điểm của nó rất nhỏ. C. Number 3. Ha is very tired. She had to finish her final exam. Cô Hà rất là mệt. Nó phải hoàn tất cái kỳ thi. Nhưng mình nhìn thấy sau trước cái từ nào. Trước cái từ nào có dấu chấm và sau nó dấu phẩy hồi nãy cô nói rồi. Một trong hai đó là however hoặc là therefore. Vậy chúng ta sẽ điền cái nghĩa phù hợp, đó là however hay therefore. Hà rất là mệt, tuy nhiên nó phải hoàn tất cái kỳ thi cuối cùng. Now copy down this exercise into your exercise book, please. Copy. Copy down. Continue. Continue. As raise a verb. Look at the picture. Now look at five picture. Number one. Look after. Turn on, turn up, look for, go on. Chúng ta còn nhớ cái cụm từ look after là gì không? Nhìn hình mình có thể đoán được là chăm sóc, trông nom. And picture four. Bà này, bà chị đi vào với TV thì nhờ thằng Nam nó làm gì đây? Turn on có nghĩa là mở. Turn up là
Thanh hợp là gì? Thanh hợp là tắt. Look after, à, look for, sorry, look for có nghĩa là nhỏ này nó đang chui xuống gầm bàn, nó tìm đó, nó tìm kiếm một vật gì đó, nó nghĩa là tìm kiếm. And the last picture, go on. Go on có nghĩa là go on là tiếp tục. Complete the sentences. Use the right tense form of the phrasal verb and the right picture. Number one, Hạnh can't go to the movie with us tonight. She will help to her little sister. Now suitable phrasal verb. Cụm từ thích hợp đó là từ nào đây chứ mấy em? Là look after. Number two, if we waiting water, there will be a shortage of fresh water in a few decades. Shortage là sự thiếu hụt. Sự thiếu hụt nước sạch trong một vài thập niên tới. Vậy là number two, nãy cô đã cung cấp rồi, đó là cụm từ go on. C, I think I've lost my phone. I is everywhere, but I can't find it anywhere. Tớ nghĩ là tớ đã làm mất cái chiếc rồi. Tớ đã tìm nó ở mọi nơi nhưng không thể tìm thấy. Look for. D. Hồi nãy cô nó nói rồi, cái bà này, bà của Nam yêu cầu Nam làm gì cho bà. The TV for me will you. I want to watch the weather forecast. Turn on. E. Miss Yến forgot to turn up the faucet when she left for work. Now copy the exercise into your exercise book, please. Copy down, please. Vậy chúng ta nhớ nghĩa của những cái cụm từ này cho cô nha. Turn on, turn up, look for, look after, or go on. Now, choose the best race over for each land. Number one, don't forget to the lights before going to bed. Don't forget to turn off the lights before going to bed. So remember, if you turn on the lights or air during the night, you spend a lot of money for your electricity bill. So you remember. Remember to turn off the lights before going to bed. Number two, it's too dark. Please the lights. Too dark. Please turn on the light, please. Number three, Lan is a hardworking girl. She always her children after school. A hardworking girl. She always look after her children after school. Now, please copy down this exercise into your exercise book. Copy down, please. À, cái điểm ngữ pháp thứ ba. Hồi nãy cô đã nói rồi, sound suggest là một lời đề nghị. Làm một cái lời đề nghị thì chúng ta có sound suggest là một cái verb in. I suggest cutting some money. Hay sound suggest động từ thì mình. Now, your class want to have the food in the neighborhoods of your school. The follow ideas may help you. Collect unused clothes. Unused clothes là cái quần áo mà không còn dùng nữa. I suggest collecting unused clothes. Organize a show to raise money. Tổ chức một cái show trình diễn để gây quỹ. I suggest organizing a show to raise money. Give lesson to four children. I suggest giving lesson to four children.
Number four. Help elderly people and go invalids with the chores. Elderly people là người già. Qua invalids đó là người bị thương trong chiến tranh, tàn tật trong chiến tranh. I suggest helping elderly people and why invalids with their chores. Đây, như vậy là câu nhắc lại là sao suggest là một cái động từ trực tiếp người ta thêm in vào collecting, organizing, giving or helping. Đây là một cái suggest mà sao nó thêm in. Copy down this exercise into your notebook, please. Continue. Chúng ta sang với cái từ subject thứ hai, đó là sao subject có dash cộng cho chủ từ cộng should cộng be infinitive. Như đây should có thể dùng hoặc không dùng cũng được, và should có thể dùng hoặc không dùng cũng được. I suggest that cộng chủ từ cộng should cộng be infinitive. I look at this form. Người ta mở ngoặc, đóng ngoặc cái chữ that này, còn chúng ta thích thì dùng, không thích thì không dùng cũng được. Continue. Your friend want to improve his or her English. The following idea may help you. Write sentences with new words. Number one. I suggest that you should write sentences with new words. Number two, speak English in class. I suggest that you should speak English in class. Number three, buy a good dictionary. I suggest that you should buy a good dictionary. Number four, do some reading every day. I suggest that you should do some reading every day. Now copy the exercise into your notebook, please. Now, remember. Hôm nay chúng ta học ba cái điểm ngữ pháp. Number one, connective. Number two, đó relational verb. Và number three, make suggestion. Do exercise about into your notebook. Review unit 6 or 7 for revision. Rồi, bài học chúng ta hôm nay đã hết rồi. Bye bye. See you later. Goodbye, class.